Với dòng của con vàng CUV30G này thì Ngọc Chi bảo hành cho anh em lên đến là 12 tháng, cùng với đó là vận chuyển hàng trên toàn quốc. Đầu tiên đó là hãng sẽ cung cấp cho anh em là một dây hút nước cũng như là một dây hồi. Và dây hút nước và dây hồi này là gân chống gập, từ đó là hạn chế được việc là tắc nghẽn nước của mình nhé. Và đồ lọc rác này sẽ chuyên dùng cho những bộ rửa xe chuyên nghiệp lọc rác được dễ dàng thông qua một màng lọc. Còn đây là các ron cao su mà dòng đầu xịt còn cung cấp cho anh em, và thêm đó là một cái chìa khóa. Đầu xịt sẽ rất là chắc chắn và gọn nhẹ cho anh em, được trang bị với chân kê làm bằng sắt dập hình chữ Z, từ đó là có thể chống gung cho đầu xịt dễ dàng. Châm nhớt bằng thao chế được việc là bị ăn mòn cũng như là nút này sẽ bền với thời gian nhé anh em. Với mắt nhớt của mình thì anh em có thể châm khoảng nửa mắt nhớt là được. Và anh em thấy không, phía sau thì chúng ta sẽ được là các con ốc để cố định được đầu xịt của mình, được làm bằng inox. Còn ngang qua thì anh em sẽ thấy chúng ta sẽ được là một pulley. Với ba piston của mình thì có đường kính rất là lớn, cũng như là tương ứng với ba nút mở bò bằng đồng. Và ba nút mở bò bằng đồng này thì bà con nhớ là bơm mở bò thường xuyên để dòng piston của mình hoạt động mạnh nhé. Đầu bơm của chúng ta có chất liệu được làm bằng gang chắc chắn, kèm theo đó là hai khóa van bi. Và chúng ta sẽ nối khóa van bi của mình với dây xịt. Thì với hai khóa van bi là bằng đồng, cũng như là các con ốc của dòng đầu bơm được làm bằng inox. Với các chất liệu này thì sẽ hạn chế được việc là nút để có thể vặn hoặc là điều chỉnh được áp lực. Thì với chiều của chữ H này là áp lực sẽ bắt đầu tăng lên. Còn ngược lại là theo chiều của chữ L là áp lực sẽ bắt đầu là giảm xuống nha anh em. Tùy vào nhu cầu và mục đích của anh em mà anh em sử dụng để rửa cho xe gì thì chúng ta sẽ bắt đầu là vặn cho áp lực để lượng nước ra phù hợp nhé. Và thêm đó là một cái bầu áp và một đồng hồ. Đồng hồ này để hiển thị được áp lực trực tiếp khi dòng đầu xịt này hoạt động nhé. Dòng đầu xịt sẽ trang bị cho anh em công suất là 2 ngựa, vận tốc 800 đến 1200 vòng trên phút, áp lực phun 15 đến 40 kg trên cm vuông và lưu lượng nước phun là 30 đến 45 lít trên phút nha anh em.